Dạ rồi, em chào mừng bà con cô bác đến với kênh YouTube Chắc Cây Trần bơ mô tả đồng hồ TikTok Thụy Sĩ ngày hôm nay nha bà con cô bác ơi. Là nói đầu tiên kính chúc bà con cô bác và gia đình tràn đầy hạnh phúc, bên gia đình tràn đầy hạnh phúc nha. Và tiền vô ào ào luôn nè. Rồi, bung hàng ra ha bà con cô bác ha. Rồi, thương hiệu Đình Đám TikTok ha, đến từ Thụy Sĩ, nhà Thụy Sĩ. Rồi cái này vàng khè luôn nè, ở trong này nè là màu trắng nè ha. Nè, kính cứng nè nha, kính cứng, kính cong luôn nha. Quá đẹp luôn nha. Rồi, TechNot thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Pin ha, size 20-22. Mới á, là độ mới của em nó là 98% trở lên nha. Giá em đưa ra đầu tiên luôn để khỏi mất thời gian bà con cô bác 2,8 triệu. Rồi em xin đo cái mặt của em đó ha. Bề ngang nè, 20 nè ha. 20 là tính luôn núm nha bà con cô bác ha. Chính xác luôn nha bà con. 20 tính luôn núm ha. Chính xác. Rồi ở trên nè ha, 22. Ha, chính xác luôn nha. Rồi ok luôn bà con cô bác ha. Rồi 22, 20, 22 ha. Đây đồng hồ của chúng ta là đến từ thương hiệu TechNot, bà con lên mạng xem thương hiệu TechNot ha. Rồi em zoom cận cảnh cho bà con cô bác coi số mã cọc các em nó đi dưới nè. Đây, nằm dưới này K gì đó, KTA001 vậy nha bà con cô bác. Đá qua đá lại nè. À, đá qua đá lại quá đẹp luôn, cái đồng hồ này xuất sắc trong giai tỷ nữ thiệt chứ. Đẹp lắm nha bà con cô bác ha. Đồng hồ này là cực kỳ ưng ý khi mà lên tay mấy chị, mấy em, mấy ghệ gọc này nọ ha. Nè, quá trời luôn rồi. Vàng mà kêu là mắc xích nè ha. Mắc xích quá trời luôn. Đó, dây nguyên zin nha. Đây, dây nguyên zin ha. À, ánh gương luôn này nha. Rồi, dây nguyên zin gỡ dây ra. Đây, là như sao. Ha, quá đẹp luôn. Cái đồng hồ này luôn thiệt tình luôn á. Cái này á, là chưa vệ sinh gì hết. Bất kỳ cái gì nha. Độ mới 98%. Chưa vệ sinh, chỉ lau, chùi này gì. À, khăn giấy này nọ thôi. Chứ chưa có đem vô đánh bóng hay là chưa có... nói chung là chưa có làm cái gì nhiều hết trơn. Còn máy, tất cả máy, bộ máy của em nó là nguyên zin toàn tập nha bà con cô bác. Em thì không có chuyên về sửa đồng hồ đâu, bà con mua thì cũng đã yên tâm rồi ha. Em không phải thợ thầy gì hết, em chỉ bán thôi, em chuyên về bán thôi ha. Chuyên nó chuyên thì chuyên thực sự thôi, bán thì mình nghĩ sao mà nói vậy, mình bán thôi. Chứ cũng chưa gọi là chuyên nghiệp. TechNot ha, Squid ha, Talisty ha. Đây, cái mã của em nó ITE901019C. Sao thử mình coi cái này bên này coi, 019C coi nó giống không ha. Squid nè, thấy chữ cuối cùng của nó là ha, Squid nha ha, KTA cái gì đó. Rồi núm này là núm tròn bình thường thôi. Bốn ốc vít nè ha, bốn vít nắp của em nó quá xuất sắc luôn, quá đẹp. Rồi dây thì dây dài cuộc đời quá trời dài luôn rồi ha. Dài xong rồi bây giờ là nó còn thêm phủ thêm một cái lớp gì như này nữa đây không? Chữ T nè, mới kit luôn ha, TechNot ha. Đồng hồ thương hiệu TechNot cũng là lâu đời lắm rồi đó bà con cô bác à ha. Bà con cô bác lên xem ha. Giá em đưa ra cái đồng hồ này á, nguyên zin, nguyên bản, nguyên Thụy Sĩ luôn ha. Đã thay pin rồi, ngồi tại chỗ em đã coi thợ thầy bên em ha, là máy Thụy Sĩ nguyên zin toàn tập ha. Rồi quá đẹp luôn ha. Rồi bà con cô bác cũng chú ý ha, kênh của em là Chắc Cây Trần thì bán trực tiếp, quay trực tiếp bán hàng vào thứ bảy hàng tuần 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng nha bà con cô bác. Chú ý đó xem hàng tuần ha. Thứ bảy hàng tuần 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng. Quá đẹp luôn cái đồng hồ TechNot này luôn rồi ha. Dây của nó nè, quá trời dài mà dài đêm qua nắng. Tất cả những cái video của em quay đều là không chỉnh sửa bất kỳ cái gì, để ánh sáng tự nhiên nha bà con cô bác ha. Khi mà em canh buổi sáng 9-10 giờ em ra em quay ha, cho cái ánh sáng tự nhiên của nó thì nó hay hơn ha. Không có gì mà gọi là kêu em ém dấu dấu gì hết. Trong một phần này ha, mình hiểu thì mình nói mình hiểu, mình nói thì mình nói ra cái phần của mình hiểu. Còn không á thì mình lên mạng mình tra, mình trả lời sao cho bà con cô bác xem nha. Bà con cô bác có thể comment dưới video của em, em để số điện thoại của em mua hàng ở dưới bình luận luôn ha, ở dưới mô tả luôn ha, 0838 26 0784.
tên của mình là trái cây Trần, em tên là Trần Bảo Trần, cụ bắp Trần, cụ mé gì đó, ông muốn kêu gì đó kêu nè. Khi mà nó ôm trên này nè là cái này không di động được nha ha. Hàng này hàng đình đám mà bà con cô bác ơi. Nè em thử ướm tay của em nè, đẹp ghê luôn không, em đeo cũng được luôn á đó. Đó đẹp ghê không đó, mặt xây rất là dài đó, dài miên man đó bà con cô bác ơi. Đó đẹp ghê không, dưới dùm sông thơ ấu buổi sáng sớm rồi 2.8 mày vô pin này, pin lắp đã lắp sẵn pin Nhật rồi nha bà con cô bác ha, pin đã lắp sẵn pin Nhật rồi. Rồi toàn tập, hẹn gặp bà con video lần sau, bye bye, see you again.